Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, đi hái cải kheo cả nhà ơi. Đi hái cho mấy con dê nó ăn. Trời ơi, quá trời cải kheo nè. Tốt luôn mà bữa hôm con donkey là cái con ngựa. Ngựa mini á nhà, cả nhà xem nè, nó ra nó ăn nè. Ôi ôi, nó trùi lủi luôn. Nên là cái cọng này hái đi nè, để cho nó ra mấy cái cọng mới. Trời ơi bà chị ra chị phá cây hết cả nhà ơi, may mà phát hiện chị kịp trong thôi, chắc là chị dẫm hết vườn luôn rồi. Cây sáng mình đi làm á, khi chị chủ kêu trời ơi nó vô nó phá, nói chung là mấy trái ớt mấy anh kia là nó đi coi hết cả nhà ơi, nó bứng gốc hết trơn mới trồng lại đó. Khổ dễ sợ, có may cái cây này không bị gì hết cả nhà ơi. Ớt đĩa bay nè, quá chừng luôn. Ô sao đĩa bay này có hai cánh vậy ta? Đĩa bay này ba cánh nè nhà ơi. Bên đây nè, úi ui trái quá chừng. Ô cái trái này đẹp chứ, nào biết đĩa bay này đẹp chưa? Ông phải biết đĩa bay mà ớt đĩa bay ạ nha, đẹp chưa? Đó, wow, trái đã dễ sợ ha. Đó, ớt đĩa bay, ớt hoa hồng, ớt khía, ba bốn tên cả nhà ơi. Mà bây giờ nhưng mà sẽ gọi nó là ớt đĩa bay, tại vì nó cũng giống đĩa bay, rất là giống đĩa bay luôn. Đó, nhìn mà cái trái này là giống đĩa bay nhất nè cả nhà, nó ba ba cạnh này nhìn đẹp nè đó. Bây giờ nó trời ơi, hồi sáng là mình đi nói chung là bẻ những cái cây mà gọi là cây cái con vòng 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 những cái nhánh đó đó, rồi bẻ bớt lá đó cà chua rồi nha, cho nó xum xuê quá là nó sẽ bị gãy cây ấy, nặng quá đó đó. Rồi bây giờ đi vô hái cải kheo đây nhà ơi, mà hái mấy cái cọng này giục ra để mà cho nó ra cái nhánh mới này đó. Ta nói khổ với chị đo kỳ lắm. Việc là hái mấy cái cọng này đây nè, xong vô cho mấy con dê nó ăn cái tội nha. Ơi hồi nãy nó thấy mình nó kêu, mà mình thấy mình chưa có làm việc xong, bây giờ mình mới làm việc xong đây. Đó, bây giờ là hái mấy cái cọng già già mấy ở dưới đây cho nó ăn. Nó thích mấy cái cọng này lắm. Còn mấy cái đọt non á thì chị hái vô á, chị làm kale powder rồi sao đủ kiểu hết cả nhà. Cách phải ăn là giống như cải gì ha, cải rổ vậy đó cả nhà, không khác gì trơn á, ngon lắm. Nên là Nhung Hà hay mình đang trồng một dãy luôn cả nhà ở nhà, nhưng mà sợ là lá không có bự như trên đây thôi. Trên đây thì đất dê á, phân dê á, tốt hơn. Còn mình đó thì có phân bò, phân bò cháu ông xã mình cho á, thế nên là thôi không có phân dê thì cũng có phân bò. Phân bò cũng tốt lắm, rồi mình tưới thêm phân cá nữa. Cây này nó đèo dữ ta, bị che hết ánh sáng nè. Cứ hái mấy cái cọng ở gần dưới vậy đó để cho dê ăn. Mấy cọng già già hai rổ. Lá nó bự ghê luôn á, siêu to luôn. Cọng nó bự ghê, nó giòn lắm mà nha. Này không có mấy con bò ha. Lát qua bển lượm, trời lá bự ghê chứ, đúng là siêu to khổng lồ luôn. Cái gì mà bự dữ vậy trời, lá này to ơi to bằng hai mặt mình luôn. Đây nữa nè, ôi ôi cái lá ham, trời ơi, mấy chị bò chị thích lắm, mà giờ chị chuyển con bò đi chỗ khác rồi, nên là đâu có cho nó ăn được đâu. Lá nãy qua bên kia hái mé bên kia nữa cả nhà, có trái bí ngòi đó. Nhưng mà xiên thụ phấn lắm nên đã có bí ngòi đó cả nhà ơi. Trời luôn, bắp cải của chị chủ nhiều lắm luôn á cả nhà ơi, nên là nguyên dãy bắp cải lát nữa thu hoạch nha. Ô cái củ này nhổ được rồi nè đó. Wow, đã lắm cả nhà ơi, chị chủ chị trồng quá chừng. Nhung Hà trồng không đó chứ.
nhưng mà họ ươm, nhưng mà khác cái là nhận, nhưng họ được trả tiền tới tháng là mình được nhận lương. Trời ơi má ơi, bự chưa, trời ơi mê quá hả, coi nè. Cái rễ đã quá trời luôn cả nhà ơi. Hay cái củ bên đây còn nhỏ nè, củ đang nhỏ, củ này bự nữa nè. Ui trời ơi, đây này cả nhà đó, mê chưa cả nhà ơi. Đó. Nhưng mà tự tay ươm, tự tay trồng nhổ cỏ, bây giờ lại được thu hoạch luôn. Trời ơi mê quá, cái củ này đã quá trời quá đất luôn nè. Đó. Wow. Trời ơi mê, giống chiếc thuyền quá hả. Đó. Đây. Đó. Củ nào củ nấy cũng bự, nó củ này cũng chà bá lửa luôn. Ui chao. Đại ca, đại ca. Ôi. Nó mê hay dễ sợ luôn rồi, chưa kịp nhổ cỏ nữa, cỏ này mình không thích thế nào. Cụ bên đây này ok này, trời ơi mê chưa cả nhà, thấy cụ nó bự chưa. Ui cụ này cũng bự quá chừng luôn. Mê quá cả nhà ơi. Đây này, ui trời, thích ơi là thích luôn, cụ này cũng bự quá chừng. Ô cái củ này dài đẹp đấy, mình thích cái củ cải kiểu như vậy nè cả nhà, nó đẹp, ôi là đẹp luôn, giống củ cải Hàn Quốc quá. Hôm nay có củ nào bự chưa, trời ơi củ nào cũng mê quá à. Trời ơi đây củ bự nè, quá xá đã luôn mọi nha. Em ở đây cũng bự rồi nè. Đó. Rồi, nhổ mấy củ thôi, còn ít bữa nó nhổ tiếp. Củ này ok, rồi. Đang còn ngon ha, để gom lại được, hôm nay nhổ được mấy củ rồi. Sau khi mà cắt tóc tỉa tót lại nè, màu đẹp tuyệt vời chứ cả nhà ơi. Cái củ cải này siêu to. Trời ơi nó ham chứ cả nhà ơi. Ôi ôi, cả nhà thấy đã chưa? Nha. Công nhận luôn nè, trời ơi củ nó bự quá chừng bự luôn. Củ này ăn, củ này để tìm coi, ăn non non á, bởi chỉ muốn làm salad cả nhà, nên là tìm cái củ bự bự hái. Ô cái củ này nè, mình thấy là củ này đạt tiêu chuẩn rồi nè, này củ này là ăn ngon lắm nè. Củ này, một củ này big one good chứ. Ok em này đi. Young one. Chưa. Củ này là hai củ nè nha. Two. Sure, good. This one here too. This one. Oh, this one good too. Củ này là củ thứ ba. Củ này củ thứ ba. This guy, it turned a seed. Many of them. Like this one. This one. Why did she it turn all turn to the seed? You can still eat those. Yes, yeah, still. That's why I take on the top off for less just energy. Just mainly the yellow ones. I think some red one had that one turn the seed. That's why I snip off them too. Snip off them too. Well, I think we should harvest the yellow ones. Yeah, do it. Nhổ mấy cái củ này đâu nè. Tại vì là nó lên bông á. Mình cứ tối ngày mình ngắt cái đọt đi để cho nó ra cái củ, năng lượng cho cái củ á. Nhổ lên luôn. Nhổ củ dền vàng cả nhà. Mê quá. Hôm nay là ngày thu hoạch lớn rồi nhỉ.
thu đủ các loại củ, củ dền, dền vàng, dền đỏ thì chắc chưa, ít hôm nữa thu, tại không có chỗ rồi nhờ. Look at the one lay over. Whoa. You want to keep... They all got it. Yeah. Củ bự rồi đó, nhưng mà nó lên bông nên là nhổ hết luôn. Này nữa nè. Rồi, mang ra ngoài hết rồi nha. Trời ơi, su hào củ dền quá trời quá đất luôn. Đây, qua mớ cải kheo mà. Cải kheo này là cái lá nó mềm hơn nha cả nhà. Nó mềm hơn so với lại cái lá nó cũng mềm mà cái cọng nó cũng vẫn mềm hơn. Cọng nó tím đẹp chưa nha. Thì hái hàng dưới thôi. Đằng trên thì người ăn, ở dưới thì cho dê, cho bò, cho cừu ăn. Chứ mình không hái thì nó sẽ vàng. Tại chị quản lý mình, chị cũng không có thời gian để hái mấy cái cây này. Mà mình thấy nó vàng vàng á là mình tiếc. Tại vì mình không hái thì nó cũng sẽ vàng thôi. Mà mình hái cho mấy con bò nó ăn cái tội. Tưởng ghê rồi đó. Non. Tuy là nó già già ở dưới thôi nhưng mà nhiều lá vẫn ăn được rồi nha. Như lá này là ăn được này. Trời ơi, cả rổ rồi nhà ơi. Quá chừng bữa khác cho mình hái nữa. Hello puppy. Hello. Hello. Đi chích vaccine cả nhà ơi. Đó, cái nhỏ. Nó thế. Ok, come on. Come on. Come on. Come here. Nó không chịu nghe lời em chưa. Nó khoái mình lắm. Cảm ơn, cảm ơn, quý vị. Trời ơi, hai con. Mình đi đâu là nó theo đó vậy đó. Đó, đó, hai con chó trên. Hai con chó mini. Đây cả nhà ơi, đó, chó nhỏ nè. Đó, đi, đi, đi chích ngừa nhà ơi. Trời ơi, mai mốt nó bự ôm gì nổi. Đi chích ngừa đó cả nhà. Đó, con chó bự mấy anh kia. Trời ơi, phong cảnh đẹp chưa nha. Ô, mỗi con dê đâu mất tiêu rồi. Có mỗi ma đi thôi hả? Thôi để ra kêu nguyên bầy dê vô cho nó ăn nè nhà ơi. Trời ơi, chị ma đi nè. Có tên đàng hoàng, ma đi ở nhà. Nó cho ma đi mấy cọng trước thôi, lát nữa là mấy em dành nè. Thương quá. Cho mấy con được bên đây đứng chờ nè. Đây. Hey, there you go. Hả? Mấy em đực bên đây. Thương quá. Trời ơi, mấy con dê nó đi qua đồi bên kia rồi cả nhà ơi. Thôi cho em Maggie ăn đỡ đi. Maggie, 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 come on. Có mỗi Maggie xong đi vậy ta. Thôi cho Maggie ăn đỡ đi nha. Xong rồi bỏ ngay cái chỗ đó, lát nó về nó ăn. Ăn cái cọng bự cơ kìa. Nhai rau rau ngon dữ ha. Trong tất cả các loại kheo là nó thích cái cải kheo này nhất nè. Đó, nó ngọt á. Sao mà nó khoái lắm. Lúc nào nó cũng dành cái lá cải kheo này nó ăn nè. Hello, chào cả nhà. Hôm nay là cầm cái rổ đi ra hái bông cải à nhà ơi.
Wow, cả nhà xem dâu tây kìa. Quá chừng dâu tây luôn. Cây này là mấy cây con. Mình lại gầy với chị chủ nè. Quá trời chưa cả nhà. Ôi ơi, sang năm chắc thêm 2-3 dãy nữa quá. Giống như farm luôn. Bữa giờ Nhung Hà cũng hái được một mớ bông. Bữa hôm là nguyên dãy màu vàng luôn ha. Hôm nay là đỡ nè. Bây giờ không biết hái là bao nhiêu cây này nữa. Quá chừng luôn cả nhà. Đây còn mớ ở đây Nhung Hà hái hết chưa? Chị chủ mình đi vô trong cất. Chứ thôi nó ra bông màu vàng rồi nha. Nó nhanh ra bông màu vàng lắm. Nên là hái xong rồi cất bên trong. Rồi khi nào á mà mình ăn thì lấy ra trong tủ lạnh. Cái này để được lâu lắm mà nha. Xong rồi cắt lại mấy cái cọng sơ sơ này lại nè. Cắt rồi dục qua bên kia làm compost cả nhà. Đó, bỏ trong cái rổ nha. Hôm nay nổi dữ ha. Bỏ trong cái rổ đỏ luôn. Thích bẻ cái cây này ghê á. Nó nói chung là nó non á. Bẻ thích cái tay nghe cộp 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 vậy đó. Đó. Đấy, đây nữa. Thích ghê chữa nha. Một cây này mà hái hoài luôn vậy trời. Mình hái mãi bữa giờ luôn á. Hái xong rồi nó lên. Hái rồi nó lên. Lên hoài luôn. Chừng chưa nha. Wow, đây nè cả nhà. Bông hôm nay hái xanh xanh đẹp chưa. Vô cái rổ. Đây nữa nè. Hôm nay bẻ mấy cái cọng này giòn giòn. Thích ghê á. Xanh mướt luôn. Đây ở đây nè cả nhà. Cây bên đây nè, quá chừng bông luôn. Bông xanh xanh không. Cây này còn ngon chưa. Vậy chứ ít bữa nó lại lên quá chừng nữa đó cả nhà ơi. Nhiều lắm. Rồi vô cái rổ. Rồi cây cuối cùng mới đến đây. Xong rồi cái có gì mình thu sau nữa nha cả nhà. Ngày hôm nay thì thu bông cải trước cái đó. Tại vì là mình sợ nó vàng á. Vàng nó hơi già, ăn nó không ngon bằng. Để xanh xanh giống vậy, non. Mình không hái là không ai hái hết á. Chị quản lý của mình á. Chị nói chung là chị nhiều việc quá, chị không có hái được. Rồi hôm nay thì hái được nhiêu đây bông cải thôi cả nhà. Không có nhiều ha, bữa hôm quá trời luôn á.